và trung học cơ sở An Cư Bê cho biết thêm, việc vận động học sinh đến lớp, con đường nào cũng vất vả. Câu chuyện riêng của một người, người cô. Mặc dù vất vả như vậy, thầy cô nơi đây luôn cố gắng hết sức để vận động và đưa các em đến lớp đầy đủ. Cô giáo Phạm Thị Thơm chia sẻ. Cô vận động các em học sinh bỏ học thì học khi không đến lớp, dù trời mưa trời nắng, đường xá khó khăn, nhưng mà chúng tôi vẫn cố gắng hết sức để vận động được các em ra lớp. Để việc tuyên truyền vận động cho đồng bào Mông nơi đây hiểu được ý nghĩa của việc học chữ phổ thông, cô giáo Hà Thị Hằng phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, gần gũi nhất và trực tiếp giúp đỡ được người dân. Từ đó, người dân mới dần nhận thức được là phải đến lớp học chữ để không bị thiệt thòi và tác hại của việc không biết chữ phổ thông. Chị Giang đi quán nhịp các bạn Thu Ẳng, xã Hàng Kia, chia sẻ. Nhà em bị ốm không biết chữ, có cô Hằng đưa cho một gói thuốc nhưng không biết chữ nên là đi là lại không hiểu cái chữ đấy, nên tiếc quá mình đi học xong là bắt đầu về lại nhìn gói thuốc đấy là bắt đầu đọc xong là biết cách sử dụng. Gần 30 năm công tác trong ngành giáo dục với lòng yêu nghề và trên hết là trách nhiệm, sự tận tâm, cô giáo Hà Thị Hằng đã cùng đội ngũ cán bộ giáo viên viết mà góp phần làm thay đổi cuộc sống của người phụ nữ dân tộc Mông ở xã vùng cao An Yên, huyện Ma Châu. Giáo dục môn phương. Quý vị và các bạn thân mến, nền giáo dục đại học không được đầu tư đúng mức ở Nhật Bản đã khiến nhiều sinh viên trong nước và quốc tế e dè được quyết định ghi danh theo học trong những năm qua. Trong phần cuối của chương trình, giáo dục môn phương. Mời quý vị và các bạn tìm hiểu câu chuyện nghịch lý giáo dục đẹp, sinh viên chán hẳn, cách dạy thiếu chất lượng. Năm 2013, Nhật Bản Shinzo Abe yêu cầu nâng cấp ít nhất 10 trường đại học tại quốc gia này lên top 100 trường đại học hàng đầu thế giới trong thời gian tới. Với thời hạn 4 năm, mục tiêu này vẫn chưa thể hoàn thành. Bất chấp những cải cách giáo dục của ông Abe, chỉ có 2 trường đại học Nhật Bản hiện nằm trong top 200 của thế giới theo bảng xếp hạng đại học thế giới của tổ chức Hang Hai Education. Những chuyên gia giáo dục đều đồng ý thứ hạng thấp này là do Nhật Bản chưa có sự đầu tư về tiếng Anh, hội nhập hóa và các quỹ khuyến học. Ở Nhật Bản, phần lớn tác phẩm báo chí và nghiên cứu khoa học vẫn được xuất bản bằng tiếng Nhật, ngôn ngữ mà đa số học giả nước ngoài không thường xuyên sử dụng. Tại đất nước mặt trời mọc, 1,05 triệu học sinh tốt nghiệp trung học vào năm 2019, nhưng chỉ có 54,7% vào đại học cùng năm. Con số này dự kiến giảm còn 30% vào năm 2040, theo báo cáo của Hội đồng Giáo dục Trung ương. Các tổ chức giáo dục cũng sẽ không thể lấp đầy chỗ trống bằng cách thu nhận sinh viên quốc tế. Hugo Bakka, nghiên cứu giáo dục tại Đại học Hồng Kông cho rằng, vai trò của các trường đại học ở Nhật Bản chỉ là tiếp nhận và truyền đạt kiến thức đến sinh viên, chứ là một môi trường. Tuy nhiên, tiến sĩ Kitamura của Đại học Tokyo lại cảm thấy môi trường học ở Nhật có một số khía cạnh tích cực nên được mọi người công nhận. Ông chia sẻ, đối với các môn khoa học, sinh viên hoàn toàn được hỗ trợ. Như vậy, họ có thể học tập và tiến hành nghiên cứu cùng lúc. Sinh viên ở đây được làm việc cùng với các học giả nổi tiếng địa phương, điều mà hầu như không thể với các giáo sinh nổi tiếng ở Mỹ. Thay vì theo đuổi các bằng xếp hạng quốc tế, giáo sư Matsunaga nói rằng các trường đại học Nhật Bản cũng nên tập trung vào các bảng xếp hạng khu vực và hiểu được đặc thù của từng khía cạnh môn học. Ông hy vọng quốc gia này có thể tạo ra thứ hạng của riêng mình. Chương trình Xã hội Chuyển động chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều hôm nay cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin chào các bạn. Chuyên mục giảm đau đúng cách. Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục giảm đau đúng cách cho bệnh xương khớp. Trong chuyên mục lần trước, chúng tôi đã cung cấp tới quý vị một thông tin rất quan trọng, đó là Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã chiết xuất thành công tinh chất K1 từ cây địa liên, một hóa chất có tác dụng giảm đau, chống viêm rất tốt cho bệnh xương khớp. Và ngày hôm nay, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Minh Hà, chủ nhiệm đề bài này sẽ tiếp tục mang tới cho quý vị những thông tin thú vị về tinh chất K1. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Vâng, xin chào tiến sĩ Lê Minh Hà. Vâng, xin chào quý vị thính giả của chương trình. Thưa tiến sĩ Lê Minh Hà, được biết từ việc nghiên cứu tìm ra quy trình chiết tách KG1 ở quy mô phòng thí nghiệm đến việc triển khai áp dụng quy trình vào sản xuất thực tiễn trải qua nhiều khó khăn, tiến sĩ Lê Minh Hà có thể chia sẻ rõ hơn cho quý thính giả biết không ạ? KG1 là hóa chất có khó nhất ở trong cái quy trình chiết xuất KG1 là kiểm soát được cái nhiệt độ ở tất cả các công đoạn của quy trình công nghệ, từ cái quá trình chiết xuất cô đặc cho đến cái quá trình tinh chế sản phẩm, để vừa đảm bảo được hiệu suất chiết xuất và vừa bảo toàn được cái đặc tính của KG1. Để chiết xuất cái hoạt chất KG1 ở quy mô phòng thí nghiệm thì không quá khó khăn, nhưng khi áp dụng ở quy mô sản xuất công nghiệp thì chúng tôi cũng gặp rất là nhiều vấn đề. Tôi cùng các cộng sự cũng đã mất nhiều năm liền nghiên cứu để tìm ra được các điều kiện tối ưu để có thể đáp ứng được ở quy mô sản xuất công nghiệp. Trong đó thì yếu tố quan trọng nhất là tìm ra được loại dung môi chiết xuất an toàn, phù hợp và phủ xuất được nhiệt độ trong cả quá trình tinh chế hoạt chất. Vâng, như tiến sĩ Lê Minh Hà chia sẻ thì đây quả là một nghiên cứu phức tạp phải không ạ? Và tiến sĩ có thể cho biết thêm về tiêu chí lựa chọn hàm lượng KG1 khi đưa vào sản xuất sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp được không ạ? Dù là cái hoạt chất nào đi nữa, khi mà đã đưa vào sản xuất thì ngoài tiêu chí hiệu quả và tiêu chí trong suốt cái quá trình nghiên cứu thì ra là lượng KG1 giúp giảm đau chứng viêm hiệu quả, thì chúng tôi luôn làm thêm các đánh giá về tính an toàn của hoạt chất này. Hiện nay nhiều cái loại thuốc chống viêm giảm đau nonsteroid mà nhiều bệnh nhân đang sử dụng thì luôn tiềm ẩn nguy cơ gây rất dạ dày, và khi dùng kèm theo các thuốc bảo vệ thực vật khác, bản thân những cái người mà có tiền sử viêm rất dạ dày cũng phải rất là thận trọng và hạn chế hơn khi sử dụng các loại thuốc tây này. Và cũng rất là may mắn là chính là lượng KG1 mang lại cái tác dụng giảm đau chống viêm hiệu quả mà chúng tôi ghi nhận được thì cũng nằm trong cái giới hạn an toàn cho người bệnh. Kết quả này thì cũng phù hợp với kết quả các nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới. Thưa quý vị, đây quả là tin vui cho các bệnh nhân mắc các bệnh lý về xương khớp phải không nào? Tin vui nữa là hiện nay KG1 đã được Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chuyển giao công nghệ và ứng dụng đưa vào sản xuất thành sản phẩm. KG1 với tác dụng giúp giảm đau chống viêm mạnh mẽ mà còn phối hợp thêm bài thuốc độc hòa tan ký sinh cùng collagen tuyết 2 không bình chính giúp tái tạo xương khớp và tăng tiết dịch khớp, mang lại giá trị lâu dài cho người bệnh. Như vậy có thể nói nhờ đáp ứng đủ 3 yếu tố trong tam giác khép kín giúp giảm đau chống viêm tái tạo, Khương Thảo Đan sẽ mang đến một niềm vui trọn vẹn cho bệnh nhân xương khớp Việt Nam. Theo nghiên cứu, Khương Thảo Đan hiện đáp ứng tốt trên các bệnh nhân bị thoái hóa xương khớp như thoái hóa đốt sống cổ, đáp ứng tốt trên các bệnh tràn dịch khớp, viêm khớp, thoát vị địa đệm, gai vôi hóa cột sống, đau vai gáy, đau thần kinh tọa, thần kinh liên sườn, tê buồn chân tay. Để hiểu rõ hơn về hoạt chất KG1 và sản phẩm Khương Thảo Đan, quý vị có thể gọi tới tổng đài miễn cước 1800 1156. Nếu là cuộc gọi nhỡ, tổng đài sẽ gọi lại cho quý vị. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1156. Với mong muốn hỗ trợ quý khách, có chương trình mua 6 tặng 1 bằng hình thức nhắn tin. Với chương trình này, quý khách không cần mua liền 6 hộp một lúc mà có thể cách thức tiết kiệm qua tin nhắn cực kỳ dễ dàng. Quý khách có thể xem cụ thể trên tờ hướng dẫn có trong hộp sản phẩm. Quà tặng cũng sẽ được gửi qua đường bưu điện đến tận nhà mà quý vị không phải mất bất cứ chi phí nào. Bây giờ là 10:30. Phối hợp trị giá 170.000 đồng cho 10 khách hàng đã gọi điện về tổng đài 1800 1156 để được tư vấn về bệnh xương khớp. Ngoài việc thông báo đến khách hàng trúng thưởng, thì danh sách những người nhận được quà cũng sẽ được đăng tải trên website khuongthaodan.com. Vì số lượng chỉ có 10 hộp nên quý vị hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài 1800 1156. Nếu là cuộc gọi nhỡ, tổng đài sẽ gọi lại cho quý vị. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1156. Chương trình vì an ninh tổ quốc. Được quý vị và các bạn trong khung giờ 10:30
10, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin sau. Tên cướp ngân hàng thắng lợi, vượt qua khó khăn, đảm bảo an ninh trật tự.